Trong chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến con số 1.000 tỷ đồng thưa quý vị. Đây là kinh phí dự kiến để lát đá vỉa hè quận 1 theo kế hoạch chỉnh trang đô thị mà Ủy ban Nhân dân quận 1 chuẩn bị báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xin phép thực hiện. Cụ thể thì theo kế hoạch này, toàn bộ 134 tuyến đường trên địa bàn quận 1 sẽ được lát đá granite, tương tự loại đá đã sử dụng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dự kiến thì việc lát đá sẽ được thực hiện trước trên 80 tuyến đường nằm ở khu vực trung tâm. Và trong quý 2 năm nay sẽ thí điểm trước ở 5 tuyến đường là Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học, Phùng Khắc Khoan, Đồng Khởi và Công xã Paris. Kế hoạch được xây dựng theo đề xuất của các doanh nghiệp và người dân thành phố. Một số doanh nghiệp cũng cam kết sẵn sàng bỏ vốn đầu tư và chính quyền địa phương sẽ thanh toán lại theo hình thức trả chậm từ 3 đến 5 năm không tính lãi suất.